Ừ. Thôi khi nào mà hai người gặp nhau thì hai người thì ở đây thì mình như sống của mình làm một cái gì đấy. Hello, Thành Vũ xin chào anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại anh chị và các bạn trên kênh Thành Vũ miền Tây Vlog. Thì ngày hôm nay Thành Vũ sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn một cái cặp nguyên ương là U40 và cùng với sánh duyên cùng với một cái U là 60 rồi 62. Như vậy thì sự việc như thế nào cũng như gia đình sống như thế nào cũng như cuộc hạnh phúc ra làm sao thì anh chị và các bạn như vậy thì Thanh Vũ sẽ mời anh chị và các bạn cùng tiến hành với Thanh Vũ để vào để mình tìm hiểu thêm về cái sự tình như thế nào nha anh chị và các bạn. Rồi, đang giờ xin mời quý cô chú anh chị các bạn cùng đồng hành với Thanh Vũ đi vào của chú ạ. Rồi, xin luôn, chào mấy anh em YouTube. Ngày hôm nay có đây nói với tôi thì như Thanh Vũ miền Tây với Trần Minh Trường TV. Rồi cùng quý cô chú chị các bạn mình vào bên trong xem cái nghe. Rồi đây là cái căn nhà của U này, cái nhà rất là cổ luôn. Wow, tôi nghiệp nhà lá đơn sơ đúng rồi. Đó. Thì vợ U 40 rồi người chồng cũng sang hai giới tính thứ ba ha. Rồi xin chào hai vợ chồng nha. Mình cứ hồi đó giờ mình ở đây luôn hay là sao? Dạ ở đây luôn. Rồi cơ duyên nào mà hai người gặp nhau vậy? Hai người đi chùa. Dạ. Đi chùa gặp nhau. Dạ đi chùa gặp nhau. Đến đây cũng 10 năm rồi. Vậy là cuộc sống đây cũng 10 năm rồi. Dạ. Dạ. Rồi ở đây thì mình như cuộc sống của mình làm cái gì để mình đi sống? Chùa tới một thì bắt ốc ba đang bán gạo. Dạ. Bắt ốc. Gạo còn ở chỗ của Diếp thì sao? Thế ở với đây với tôi luôn 10 năm luôn rồi. Bà ở với bà nội lụm hồi 12 ngày. Rồi bà nội chết 8 mấy tuổi rồi trời ở với tôi tới giờ. Dạ. Không có cha mẹ chứ. Lúc trước cô không cũng ở thì... cũng ở đây. Ông là... ở nhà bà nội chứ. Bà nội là ở đây cách đây bao xa lận? Đây xuống dưới cả chừng 500 thước tới. À. Bà già 8 mấy tuổi chết vợ với tôi 10 năm. Bởi lụm hồi giặt giả hồi đó có 12 ngày. Dạ. Không cha mẹ chứ. Rồi cuộc sống của chú trước đây thì sao? Mình có gia đình gì không hay là không, sao? Không, ở gì luôn tới giờ. Rồi hai người gặp nhau rồi, dạ, rồi sống chung với nhau. Dạ. Cũng như để mà chăm sóc lẫn nhau đó mà. Dạ. Dạ. Ông già tôi chết là tôi 3 tuổi, còn bà già chết là tôi 36 tuổi. Dạ. Rồi cũng đi mà mướn chỗ này kia, ai mướn gì đi mà làm, kiếm tiền. Dạ. Vậy ha. Rồi cái này thường ngày cái công việc của chị là làm cái gì chị? U40 ai mới gì mừng ấy gì hả? Rồi cũng như là nghe nói đi lặt mai rồi nữa phải không? Dạ. Ngày gì được nhiêu kể đi? Ngày có 100 gì hả? Sao chị bữa nay chị gặp tụi em mà chị muốn rơi nước mắt rồi. Quá vui hả chị? Vui không? Vui. Dạ. Thì cũng như là hai ông bà từ đó giờ có con gì không? Sống chung với nhau có đứa con nào không? Không. Vậy hả? Rồi cũng như là do duyên nào mà hai người gặp nhau mà để yêu nhau say đắm mấy ngày mới dắt về nhà? Đi chùa đi xuống dưới rồi cái bà nội ngủ ở dưới chơi cái hai đứa quen rồi cái ba cho hai đứa ở luôn. Mấy ngày thì mới đem về nhà kìa. Mấy ngày hả? Rồi đầu cũng phải chừng khoảng nửa tháng à. Vậy hả? Bà đây xuống bà thấy tính tình vậy đó cái ba theo tu nghiệp thì cho hai đứa ở luôn. Rồi có làm đám cưới gì không? Có, bữa đó bà mưa gặp dịch cái bà đó bữa nay vừa nội lần con cơm cúng cho ba nó
đặng mà hai cho hai đứa ở đi. Gì hả? Dạ. Cho hai đứa ở luôn ha. Nhưng mà em thấy cái căn nhà này là muốn chuyên ra luôn rồi phải không? Dạ. Người đúng anh rồi. Anh mười. Đúng rồi. Ừ. Một hết trơn rồi. Nhưng mà cái hai vợ chồng thì thấy rất là khổ trong sống trong cái căn nhà gách nát như gì, rất là tội nghiệp. Thì ngày hôm nay thì các anh em YouTube thì đến đây thì để quay mình chia sẻ mình lên để coi có các nhà hảo tâm, để các mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước thì có ai giúp đỡ cho mình gì được gì không? Không. Ừ. Ở đây ông mấy ông chính quyền cũng đâu có cho vậy. Cũng như ở đây này chú nè, thì đất này là đất của mình hay là đất của bà già cho? Ờ, đất của bà già cho. Nhà bà già cho mình ở đây đất rộng không? Từ chân miếng này qua tới chân kia miếng bộ miếng này không? Là cỡ bao nhiêu mét vậy? Có hai tầng mấy. Có hai tầm mấy rồi phía sau rộng không vậy? Ê, sao thuốc ăn sao tới mấy ruộng con ta. Dạ dạ. Vậy là mình cũng có đất thì cũng tương đối đỡ một chút xíu. Yeah. Có cái này nếu mà có mạnh thường quân nào đó mà mình có thể thương xót thì mình có thể cho căn nhà. Yeah. Cũng như nhà thì ở đây mình thấy nhà rất là nhỏ, rất là đơn sơ. Yeah. Rất là nhỏ luôn, cái nhà em thấy sống như gì rất là nóng. Nóng. Ừ. Bước vô giờ này mà hầm được luôn. Đúng rồi. Nhưng mà nấu cơm thì cũng nấu ở trong đó luôn ha. Nấu đó rồi cái gì khi có lò củi thì sao nữa. Vậy ha. Ừ. Nhưng mà hai ông bà yêu nhau say đắm mà khi có lúc nào mà xa nhau chưa? Không. Hai đứa không có xa nhau, miễn đi làm thì hai đứa đi làm, còn miễn ở nhà thì hai đứa ở nhà. Gì hả? Thì rồi có lúc nào anh Mười xa chị chưa chị? Đi ám cứ đồ mấy đi xa. Vậy hả? Mà lúc Phi chị có nhớ ảnh không? Nhớ. Nhớ khóc luôn không? Gì hả? Thì có đi một là vừa khóc luôn á. Gì hả? Hai đứa ở quen rồi vắng chừng đêm cái là nó nhớ nó khóc. Gì hả? Rồi Phi chị có nhớ ảnh? Nhớ chứ. Nhớ chị không? Nhớ. Khi thẻ nhầm lên tội nghiệp nó gì á. Gì hả? Chứ ở đây ở xóm này là nhà người dân không mà không có bà con. Không có bà con gì cả. Không, không có bà con. Vậy chị em của anh Mười đâu? Em Mười hả chết chứ. Gì hả? Mười người mà chết là 7 người, còn 3 người. Gì hả? Rất là tội nghiệp luôn ha. Thì cái câu chuyện này rất là tội nghiệp cho gia đình. Ừ, thì cũng như của cái hoàn cảnh này rất là đặc biệt, rất là đáng thương. Thì có mong ước và những điều gì không? Ước có cái nhà. Vậy hả? Rồi bà U này biết ca biết hát gì không? À. Không, nhưng mà có nhớ bài nào không? Hát tặng cho anh bài đi. Có biết. Gì hả? Rồi nhưng mà lúc nào Phi ổng dặn lên ổng có la không? Không hả? Ừ. Vậy ha. Rồi có lúc nào mà ổng đi làm được tiếp không? Có. Vậy hả? Rồi đi câu cá thường thường dính nhiều không? Nhiều. Vậy hả? Vậy là chú ở đây mình là câu cá bắt ốc. Nha. Yeah. Câu cá bán. Câu cá. Rồi đây có đem về ăn. Và đem mua ghế ghệ hả? Cá gô gì mà mua có ký có 30,000 ký. Ừ, bữa mình câu được mấy ký vậy? Ký, ký rưỡi không có. Ký, ký ngoài. Còn khi có bữa là câu ít đỉnh vậy ăn. Ừ. Mà hung nhau đấy. Đâu hung cái coi. Đâu hung đi. Con cổ hung đàng hoàng. Đây, đây. Con cổ hung đàng hoàng á. Quá dữ luôn. Rồi cái này bữa nay sức kem đi đâu dữ vậy? Trời, tính đi chờ. Đi tính đi gồng ghiền á hả? Đâu có tính đi ghiền. Gì hả? Không có tiền đi ấy gì đi. Gì hả? mình ở đây là đi chắc đi bằng xe đạp à? Xe đạp bị gì em biết chạy xe đạp á. Rồi đi còn nó không biết chạy xe đạp. Như là mình biết chạy xe á ha. Ừ. Ở đây ở sớm có ai gì cái đi chợ mấy cái gian người ta cái mình hùng xăng. À vậy ha. Ha. Hùng xăng nó mới cho cái gian ngang, còn ở đây làm hiểm đó. Nó không cho. Rồi cái này em Phi mà hai ông bà sống như gì, giới tính như gì rồi có ai nói gì những chuyện gì không? Không. Vì bây giờ là ta cũng nhiều lắm. Gì ra hả? Nữ nữ ta ở đông nóc luôn. Vậy ha. Ừ. Nhưng mà có lúc nhiều lúc thì ra đường thì có ai mà khi dễ gia đình mình khó khăn vậy? Khi dễ hả? Thì kể ta khi dễ, người ta khi dễ đi chứ sao giờ tại mình vậy rồi. Chứ khi dễ gì vậy? Chứ không phải mà nó biết buôn bán người ta thì mà ăn cũng có tiền có bạc ngặt, nó không có biết tiền bạc rồi buôn bán nó đâu có biết cân kéo gì đâu. Dạ, còn người ta lanh lợi người ta biết mặn này mặn kia đâu. Ừ. Còn người ta buôn bán người ta mới làm giàu được. Ừ. Còn này nó không biết, nó hiền hồi nhỏ lớn thờ lắm. Ừ. Vậy ha. Rồi rồi cũng như là nghe nói chị hát nước nổi rồi là cũng đi làm công việc dữ lắm ha chị U40. Ừ. Ừ. Chị,
chẳng dạng ha, là đi bắt ốc rồi ha, là đã đem cơm ra ăn tới sáng rồi, rồi trời mới vô mà bắt được có 2 bọc. Ờ vậy đó. Nhiều khi em la nói sao không đi vô sớm đi, ở ngoài chi vậy, nói trời bắt 2 tới sáng là có tiền mà bán gì? Cái đầu ốc ba lễ rồi bán có 7,000-8,000 ký cái đầu. Vậy là tối một sáng một đêm đó là mình được bao nhiêu tiền? Bán là được có 100 mấy. 100 mấy sáng đêm luôn. Dạ. Mà hai đứa vô luộc lễ. Luộc lễ. Hai đứa nào? Chính mà có 10 giờ 11 giờ mới rồi. Bị sợ người ta vô kịp không kịp cái mình đâu có bán được, ta đem tới đây người ta căng nè. Cũng như gán lễ rồi mới ăn cơm. Mình nếu mà trễ chút xíu nữa thì người ta sẽ ta vô người ta căng. Bởi vì ta đi rồi. Ta không cần của mình. Đúng rồi. Kể như rồi. Mình gán lễ rồi, rồi tiêu. Rồi mới ăn cơm. Dạ. Gà gán luôn. Rồi có nhiều lúc thì MP hai ông bà có ham đứa con không? Ham mà đều sinh gái. Gái đừng nữa mình dưỡng già kệ đi. Nó cũng lo cho mình chứ chị em chứ không có bằng đâu. Với con cháu không bằng đâu, cháu không bằng con. Trời mình nuôi nó nữa nuôi mình. Đúng rồi, mình thương nó thương đúng mình. Rồi, nó thương mình, mình thương nó thương mình. Sinh đứa con gái. Dạ. Vậy ha. Nên mình dưỡng già. Nên mình dưỡng già rồi ha. Ừ. Cái nhà này em thấy nhỏ quá, ngủ rồi chắc tối nực dữ lắm rồi ha. Nực dữ lắm luôn. Ừ. Trời này mà giờ này rồi là 2 giờ mai, 2 giờ mười mấy phút luôn mà mình hầm nực gì. Dạ. Muốn đổ mà thôi. Là quý cô chú anh chị các bạn xem đây, đây cái căn nhà của chú Mười. Đây là hình của ai? Hình của bà chị thứ sáu. Vậy ha. Rất là nhỏ. Đơn sơ. Rất là đơn sơ. Lá cũng là nhà lá. Chiều cao thì chắc ở khoảng 2 mét mấy à. Đúng rồi. Bề ngang thì cao chắc cỡ 2 mét rưỡi á. Bề ngang này cỡ 3 mét mấy không? 3 mét mấy. 3 này cỡ 3 mét 5 à. 3 mét 5. Chiều dài thì chắc thấp hơn nữa. 4 mét. 4 5 mét. Nhỏ bẫy vô bên đây nó hầm. Đâu, mình hung ổng cái coi. Hung ổng cái coi. Hôm không? Không. Gì hả? Có nhiều lúc thì đi ổng vắng nhà chị lại nhớ nha, bữa nào bắt ổng đi luôn. Hiểu không? Không. Vậy ha. Nào giờ bây giờ thì kết thúc video tại đây ha. Rồi, bây giờ kết thúc video tại đây. Chị mình có thể chào khán giả. Chào khán giả. Chào khán giả. Rồi. Rồi bây giờ.